Tin Tổng giáo phận Hà Nội, những hoạt động bác ái đầu năm 2019 của Caritas Hà Nội. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 2 năm 2019, Caritas Hà Nội đã cộng tác với quý ân nhân, nhân tại Canada và Bệnh viện Mắt Hà Nội, thực hiện chương trình mổ mắt từ thiện cho các bệnh nhân nghèo và trao 300 xuất quà cho các anh chị em khuyết tật trong Tổng giáo phận Hà Nội. Ngay trong những ngày mừng xuân kỷ hợi, Caritas Hà Nội đã thông báo chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho những người có chỉ định mổ mộng, quặm và thay thủy tinh thể. Thông báo đã mang lại niềm vui rất lớn cho những anh chị em đang mong mỏi từ rất lâu với hy vọng có được đôi mắt sáng. Sáng ngày 22 tháng 2, tất cả các bệnh nhân đến phẫu thuật đã nhận được sự đón tiếp, hướng dẫn tận tình của quý sơ, quý hội viên Caritas và các bạn sinh viên tình nguyện. Đặc biệt, những lời chia sẻ động viên và chúc lành của Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên và cha Giám đốc Caritas Bruno Phạm Bá Quế đã làm cho các bệnh nhân rất cảm động. Ngày phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp nhờ sự cộng tác hết sức nhiệt tình của các y bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội. Song song với chương trình phẫu thuật mắt, chiều ngày 22 tháng 2 và sáng ngày 23 tháng 2, Caritas Hà Nội đã cùng với quý ân nhân đến trao quà cho ba anh chị em khuyết tật tại một số điểm thuộc các tỉnh Nam Định, Hà Nam và huyện Phú Xuyên. Chương trình bác ái trong những ngày đầu xuân đã báo hiệu một năm mới với nhiều điều may mắn, niềm vui và bình an đến với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng ngày càng có nhiều tấm lòng quảng đại hơn nữa để đem tình yêu Thiên Chúa đến với những anh chị em đang cần nâng đỡ.